niệm Phật đúng cách sẽ nhận được sự gia trì từ mười phương như lai. Đại sư Ấn Quang dạy rằng, phương pháp hay nhất của việc dụng công niệm A-di-đà Phật là điều nhiếp sáu căn, tình niệm nối nhau. Một, ngay lúc niệm A-di-đà Phật, tâm chuyên chú vào danh hiệu A-di-đà Phật là nhiếp ý căn. Hai, miệng phải niệm cho rõ ràng mạch lạc, tức là nhiếp thiệt căn. 3. tay phải nghe được rõ ràng mạch lạc, tức là nhiếp nhĩ căn. 4. Ba căn này nhiếp vào danh hiệu A Di Đà Phật thì mắt viết không thấy cảnh loạn khác là nhiếp nhãn căn. 5. Mũi cũng không ngửi những mùi loạn khác là nhiếp tỵ căn sáu thân phải cung kính là nhiếp thân căn sáu căn đã được nhiếp phục mà không tán loạn thì tâm không có vọng niệm chỉ có a di đà phật là niệm mới là thanh tịnh niệm nếu thường luôn nhiếp cả sáu căn mà niệm thì gọi là tình niệm nối nhau nếu thường được tình niệm nối nhau thì nhất tâm bất loạn niệm a di đà phật tam muội sẽ dần dần được. Niệm A Di Đà Phật phải thường tưởng sắp chết sắp đọa địa ngục thì không khẩn thiết cũng tự khẩn thiết. Không tương ưng cũng tự tương ưng, dùng tâm sợ khổ để niệm A Di Đà Phật, tức là cách hay nhất để thoát khổ. Cũng là cách hay nhất trong tùy duyên tiêu nghiệp. Lúc niệm A Di Đà Phật ắt phải chí thành hoặc có khi trong tâm khởi lên niệm đau buồn, đây là tướng thiện căn phát hiện. Nhưng dè dặt chớ để việc ấy thường xảy ra, nếu không thì sẽ đắm trước vào ma cảnh sầu bi. Hệ có việc vừa ý thì không nên quá vui mừng, nếu không thì sẽ đắm trước vào ma cảnh hoan hỷ. Lớn tiếng niệm A-di-đà Phật không được quá gắng sức để phòng bị bệnh khi chưa được nhất tâm thì không được nhen nhóm ý muốn thấy Phật A Di Đà. Nếu được nhất tâm thì tâm và Phật A Di Đà hợp nhau, tâm hợp với đạo thì muốn thấy liền thấy ngay, không thấy cũng hoàn toàn không trở ngại. Nếu gấp muốn thấy Phật A Di Đà, tâm niệm lăng xăng, ý niệm muốn thấy kết chặt trong tâm bèn trở thành bệnh lớn của tu hành. Lâu ngày sinh nhiều ăn da, theo đó thao túng vọng tình tưởng hiện làm thân Phật, thỏa mãn trả báo oán xưa, tự tâm đã không có chánh kiến, toàn thể là phần khí của ma. Một khi thấy thì sinh tâm vui mừng, từ đó ma nhập vào tâm phủ, giữa ma phát cuồng, dù có Đức Phật A Di Đà cũng chẳng biết làm sao. Chỉ nên nhất tâm, đâu cần phải mong thấy Phật A Di Đà có phải không? bệnh và ma đều do nghiệp đời trước mà ra. Chỉ thường chí thành tha thiết niệm a di đà Phật thì bệnh tự thuyên giảm và ma tự xa lìa. Lại niệm a di đà Phật xong hồi hướng vì tất cả oan gia đời trước mà hồi hướng khiến cho họ thấm nhuận việc lợi ích niệm a di đà Phật mà được sinh về cõi lành. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật miên miên mật mật thường